Nào, chị Sơn Thủy lên sân khấu. Xin chào các bạn. Tôi lại lên sân khấu. Xin phép cho tôi được ngồi được không ạ? Đây bây giờ là đến chủ đề thầy giao cho mọi người là ai đó dám kể câu chuyện của mình. Thì tại đây tôi xin phép được kể câu chuyện của tôi. Bởi vì từ xưa đến nay cái câu chuyện này tôi chưa hề dám nói với bất kỳ ai. Tôi còn mỗi lần nhắc đến, tôi chỉ cần nhớ đến thôi là tôi đã muốn khóc rồi. Và thật sự là con tôi nó chưa hề biết cái chuyện này. Bộ chồng tôi chưa hề biết và anh em tôi, rất nhiều những người bạn của tôi ngoài kia chưa hề biết. Nếu họ biết thì không biết rằng họ sẽ nghĩ tôi là người như thế nào. Qua đây thì tôi kể qua một chút xíu về cái con đường mà tôi được sinh ra như thế nào. Thực ra là bố mẹ tôi ở quê nuôi nấng tôi rất là khổ sở. Và thực tế thì các bạn có tin rằng là để ngày hôm nay đứng đây tôi xuất phát là như thế nào không ạ? Ngày tôi học hết cấp 3 và nhà tôi rất là nghèo, thì tôi đã không đi học đại học luôn các bạn ạ. Tôi phải đi làm công nhân 2 năm. Và sau khi tôi đi làm công nhân thì tôi đi làm công nhân may. Và tôi nghĩ rằng là cuộc đời tôi không thể chôn vùi ở trong cái xưởng may như thế được. Vì một câu chuyện như thế này ạ. Tôi thì mẹ tôi cứ bảo là con cứ hay mua cái thuốc nhỏ nhỏ để ăn đấy ạ. Cái thuốc mà để ăn cho ngon cơm ấy. Thì tôi mua và tôi mang đến tôi chia sẻ cho những chị em ở trong xưởng ấy ạ. Họ ăn và họ hồi đấy thì nó có cái tôi chỉ nghe thuốc lắc thôi chứ tôi không biết thuốc lắc là cái gì ạ. Thì tôi nghe thấy trên TV nói là có thuốc lắc thì mọi người hỏi là Thủy ơi đây là cái viên gì? Thế tôi chia cho mọi người, tôi bảo đây là thuốc lắc đấy, ăn đi. Và tất cả mọi người cùng ăn và ông sếp của tôi đi đến, ông hỏi chúng mày ăn cái gì đấy? Thì các chị bạn của tôi đã nói rằng là cái Thủy nó cho thuốc lắc và nó bảo bọn em ăn. Thế và các chị cũng không hề biết là tôi nói thuốc lắc là tôi nói đùa các chị ấy. Vì tôi vẫn biết là thuốc lắc là một cái thứ thuốc mà bị cấm. Nhưng các chị không hề biết. Và sau khi tôi nghe cái câu chuyện đấy thì tôi nghĩ rằng là tôi phải thoát khỏi cái môi trường đấy các bạn ạ. Và tôi đã tìm mọi cách để tôi đi học. Và sau này thì tôi cũng tốt nghiệp được trường đại học công đoàn với một tấm bằng liên thông. Cộng với sự ham học thì tôi đi học thêm một tấm bằng nữa. Đó chính là bằng trung cấp dược với mong muốn là chăm sóc sức khỏe gia đình. Và sau này thì tôi cũng, vì tôi học trường công đoàn thì tôi học kế toán nên tôi cũng mở lớp đào tạo kế toán. Và tôi cũng có kinh doanh, nhưng cái công việc kinh doanh của tôi bị sai và tôi bị thất bại rất là nhiều. Cứ sản phẩm nào tôi là người mang ra, đi ra thị trường tìm hiểu và mang về cho em tôi làm thì em tôi cực kỳ bùng nổ doanh số của chúng nó 1 tỷ, hơn 1 tỷ thì tôi chỉ được 50 triệu hoặc 100 triệu hoặc 200 triệu là cùng. Tôi không hiểu tại sao tôi không thành công các bạn ạ. Thực sự là tôi nghĩ rằng cái không thành công đó là chính do bản thân tôi. Do gì ạ? Do sự có một cái gì đó không đủ quyết tâm dẫn tôi đến cái sự thất bại, dẫn tôi chưa được thành công và chưa được bùng nổ. Đấy là một cái câu chuyện về công việc của tôi. Còn một cái câu chuyện mà làm tôi đau đớn nhất đó chính là câu chuyện của mẹ tôi. Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, tôi cũng được chồng yêu, chồng tôi rất yêu tôi và chồng tôi cũng tạo điều kiện, mọi điều kiện để cho tôi đi học. Tuy nhà tôi không giàu nhưng tôi cũng có đủ, tức là có đủ tiền để có thể đi học những khóa học mà mình thích. Chính vì như vậy thì tôi cứ nghĩ là cuộc sống cứ như thế là được rồi. Cho đến một ngày mà mẹ của tôi, tức là tôi cũng vẫn luôn ao ước là đưa bố tôi đi du lịch, mẹ tôi đi du lịch, thì mẹ tôi có ước là một lần được ra biển các bạn. Thực sự là mẹ tôi ước một lần ra biển. Nhưng thực sự là tôi chưa làm được điều đó. Bởi vì cái lúc bấy giờ tôi cũng nghĩ là mẹ không đi năm nay thì năm sau mình giàu, mình đưa mẹ đi. Và tôi cứ nghĩ rằng tôi đợi năm sau nữa tôi giàu, tôi sẽ đưa mẹ tôi đi nước ngoài các bạn ạ. Nhưng mãi tôi cũng không giàu. Tôi không thể giàu lên được. Mà tiền thì tôi cũng không biết là tôi sẽ chi tiêu như thế nào. Mà tôi cũng chưa kịp đưa mẹ tôi đi biển. Thì có một lần đấy tôi nói với chồng tôi là mẹ rất thích đi biển, vợ chồng mình tổ chức đi biển để cho mẹ đi. Nhưng rất không may hôm đó là ngày mùng 2 tháng 9. Thì tôi không hiểu tại sao cái ngày mùng 1 tháng 9 tôi và chồng tôi cãi nhau các bạn ạ. Thế và chồng tôi thì cứ quyết tâm là dẫn con tôi về Nam Định để về nhà tôi, sau đó là cùng cả nhà tôi đi biển. Thì buổi sáng hôm đấy tôi lại cứ quyết tâm là có việc là tôi phải làm và buổi đến buổi tối tôi về. Thì mẹ tôi đã nói tôi là
con đi về đi, bởi vì mẹ tôi thấy chồng tôi không về cùng chồng tôi thì mẹ tôi buồn, và mẹ tôi bảo rằng mẹ tôi không dạy được tôi thì mẹ tôi không nghe, không không đi với tôi nữa. Thế và sau đó thì tôi đã phải bắt xe về Nam Định, nhưng mà mẹ tôi dỗi và mẹ tôi không đi nữa. Và đó là cơ hội cuối cùng tôi có thể đưa mẹ tôi đi, nhưng mà tôi lại không đưa đi được, bởi vì đúng đến ngày 20 tháng 9 thì mẹ tôi phát thì bác sĩ thông báo là mẹ tôi bị bệnh ung thư. Và sau một năm mà qua rất nhiều cuộc phẫu thuật thì mẹ tôi đã mất. Và từ đó đấy nó là một cái nỗi đau ở trong lòng tôi, nhưng mà tôi không bao giờ dám thừa nhận. Thực sự là tôi không dám thừa nhận vì cái việc tôi không đưa mẹ tôi đi du lịch. Thực sự là như thế, bản thân tôi có lẽ đã đi rất là nhiều. Tôi đã được đi các cái tỉnh trong nước, gần như tôi đi hết. Và những khu du lịch đắt tiền ở trong nước là tôi cũng đã đi rồi, bởi vì tôi đi với cơ quan chồng tôi. Tôi chỉ phải biết bản thân tôi, nhưng tôi không biết đến mẹ tôi. Bố mẹ tôi và mẹ tôi thì đã vất vả cả đời. Khi mà mẹ tôi nuôi bốn chị em tôi ăn học xong thì em tôi mới ra trường được một năm thì bắt đầu mẹ tôi bị ốm. Và khi đó, bây giờ thì tôi lại còn phát hiện ra một điều nữa như thế này. Ngày xưa mẹ tôi có đi buôn bán hàng ở Nam Định lên Hà Nội, và rất nhiều lần mẹ tôi đã phải gánh cái sọt hàng đi từ cột cờ Hà Nội về bến xe Giáp Bát chỉ vì tiếc tiền xe ôm không đi thôi các bạn ạ. Sau này tôi mới biết, và em tôi đã kể lại cái câu chuyện cho tôi biết, đó là cậu em thứ hai của tôi khi cậu ấy học trường kinh tế quốc dân thì cậu ấy đứng ở một lần công việc của bạn ấy bị chán, năm đó bạn ấy là sinh viên vì nhà cũng nghèo, thế là bạn ấy mới đứng trên cầu, và bạn ấy khi cầu mới hình thành ấy, mới hoàn thành ấy, thì cậu ấy nhìn thấy mẹ tôi gánh hai cái sọt đi qua đó, và từ đó về bạn ấy quyết tâm kiếm tiền, và chính đó chính là lý do tại sao mà bạn ấy kiếm được nhiều tiền hơn tôi các bạn ạ. Bởi vì bạn ấy đã từng nhìn thấy hình ảnh mẹ tôi phải gánh hai cái sọt đi dưới cái theo cái đường tàu đi từ cột cờ Hà Nội về Giáp Bát. Và thực sự là mãi đến năm ngoái bạn ấy mới kể cho tôi câu chuyện này, và từ khi bạn ấy kể câu chuyện này thì tôi càng đau lòng hơn nữa. Và thực sự đây nó là những nỗi đau mà tôi không dám thừa nhận. Ngày xưa tôi hay nghe những bài về mẹ mà bây giờ tôi không bao giờ dám nghe nữa. Tôi cứ nghe là tôi khóc. Thực sự là tôi khóc mà tôi không thể cầm được nước mắt luôn đấy các mẹ, các bạn ạ. Và tôi vẫn, mà bản thân tôi, mặc dù tôi biết những nỗi đau của mình, những cái việc mình cần thành công, nhưng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra cho đến ngày 20 tháng 8 vừa rồi. Sau khi mà tôi tình cờ xem được cái clip là tạo một cái đường ống ấy, nếu các bạn có muốn nghe, thì sau đó là tôi mới hiểu ra rằng là mình phải tạo một cái đường ống để xây một cái hệ thống nào đó để giúp cho các mẹ kiếm tiền. Vì nhiều mẹ khác cũng có những cái hoàn cảnh tương tự như tôi, hoặc gần giống tôi, hoặc thậm chí họ còn vất vả hơn tôi nữa. Chính vì như vậy nên tôi quyết tâm, thay vì tôi đi đào tạo các em bé thì bây giờ tôi sẽ đào tạo các bà mẹ. Đó chính là lý do mà hôm nay tôi có mặt tại đây. Và thực sự rằng tôi không biết là các bạn ở dưới kia vì hoàn cảnh nào đó cũng có một vài bạn chưa được học. Nhưng chưa được học không có nghĩa là mình không học. Mình không học ở đây, mình đi học những người thầy, học những người thầy như thầy Hán Vương Dự. Còn hay hơn rất nhiều cái việc mình đến trường tốn vài năm mà mình cũng không phải hối hận về việc mình không học ở trường. Và hãy bắt đầu đi, thầy Dự đã chỉ cho các bạn con đường rồi. Bằng giờ năm ngoái tôi cũng biết được cái này, nhưng tôi không có sản phẩm để thực hiện. Bởi vì tôi lúc đó sản phẩm của tôi là sản phẩm về đào tạo, tôi không thể nào mà triển khai theo cái phương án này được, tôi không làm được. Chính vì như vậy nên là bây giờ tôi đã tìm được ra con đường của tôi, đó chính là xây dựng hệ thống bán hàng online, và tôi sẽ quyết tâm để giúp cho các mẹ kiếm tiền. Và các mẹ ơi, ngày hôm nay ngồi đây chúng ta đừng chờ nữa, vì chẳng mấy con chúng ta sẽ lớn và chúng ta sẽ già. Và nếu chúng ta không thành công thì chúng ta đang nợ bố mẹ chúng ta một người con gái thành công các bạn ạ. Ok, cảm ơn chị Xuân Thủy, và hãy dành cho chị ấy thôi 1.000 cái ôm đi, mà chị Thủy trở về chỗ nào. Ok rồi, cảm ơn chị. Rồi, hãy dành cho chị ấy những cái ôm, động viên chị ấy một chút nào. Dành một tràng pháo tay thật lớn nữa của vũ chị ấy nào. Bao số bạn đã đủ khát khao để thành công rồi, giơ tay lên mà nói. Đủ khát khao để thành công chưa?